đại ca bản lĩnh nó phải đi đôi với cái đầu, hiểu chưa? Đẳng cấp nó phải đi đôi với cái đầu. Ông Nam Cam ông ấy chẳng qua là ông thua quân triều đình thôi, thua pháp luật, thua nhà nước thôi, chứ còn trong dưới giang hồ thì không ai động được vào ông ấy cả. Chưa? Hiểu không? Đại ca thây chỉ là hữu dũng vô mưu thôi, anh không đánh giá cao, em hiểu không? Anh chỉ là đánh giá cao, nhìn nhận ông trùm Nam Cam đấy mới là mafia, em nghe chưa? Giang hồ Hà Nội, giang hồ Hải Phòng vào miền Nam vẫn là hàng em của ông ý, mà biết tầm ông như nào, đúng không? Còn cái loại hữu dũng vô mưu ở xã hội nó nhiều lắm, loại Trương Phi mấy cả Trương Phi mấy nữ bố mấy cả Lý Quỳ nó nhiều lắm. Chỉ là tốt thí tốt tù thôi, em phải biết à? Tốt thí tốt tù thôi. Đúng rồi, nếu mà cái đầu cao thủ thì phải là nói đến bác Thành Chân Hải Phòng. Đấy mới là một tượng đài của giang hồ Hải Phòng. Túc trí đa mưu, bản lĩnh có, đầu óc có, trí dũng song toàn, văn võ song toàn luôn. Bác vẫn còn sống, tồn tại. Anh ở loại nào? Anh tầm Tào Tháo không ạ? Anh là tầm ngang tầm Tào Tháo. Anh là ngoài văn ra anh còn có cả võ em ạ. Tiến bịp sao anh? Ông tiến bịp giáp của con